cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine có trong ngày 13 tháng 8 năm 2024. Ukraine mở rộng tấn công lãnh thổ Nga, quân đội Ukraine tiến sâu vào Kursk, kiểm soát thêm 1.000 km vuông, buộc Nga phải di tản và tăng cường lực lượng phòng thủ. Putin tức giận, Tổng thống Nga phản ứng gay gắt khi Ukraine chiếm giữ 28 khu định cư, gây ra lo ngại về tình hình an ninh ở Kursk. Chuẩn bị cho chiến tranh lâu dài, Ukraine bắt đầu đào chiến hào và xây dựng các công trình phòng thủ tại Kursk, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Ukraine thu giữ nguyên vẹn một xe tăng T-80BVM của Nga, một chiến lợi phẩm đáng kể trong cuộc giao tranh tại Kursk. Tấn công hiệu quả tại Bakhmut, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công thành công, phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga, gây thiệt hại đáng kể cho đối phương. Đơn vị stam HVM của Ukraine đã hạ được 70 máy bay không người lái của Nga trong vòng 2 năm qua, cho thấy năng lực phòng không đáng gờm của quân phòng vệ. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mô-li-fan kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo những báo cáo mới nhất, thì cuộc giao tranh tại khu vực Kursk đã bước sang ngày thứ Bảy, với dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine có thể đã tiến về phía Tây và Tây Bắc. Vào ban đêm, các cuộc đụng độ được báo cáo diễn ra đồng thời trên nhiều hướng. Đến sáng hôm sau, tại vùng Belgorod lân cận, chính quyền đã thông báo di tản một quận do sự hiện diện của lực lượng vũ trang Ukraine dựa trên các bằng chứng địa lý và video từ cả phía Nga và Ukraine trong hai ngày 10 và 11 tháng 8, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã báo cáo về sự tiến quân của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kursk. Cụ thể, tại Suja, lực lượng Ukraine được cho là đang ở phía tây thành phố, trong khi khu vực trung tâm và phía đông vẫn nằm trong vùng xám. Ở Snagos, quân đội Ukraine đã tiến đến khu vực phía đông của khu dân cư và đang hoạt động ở phía đông nam Koranevo. Ở Oglovka, một số nguồn tin Nga cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm được làng này, trong khi những nguồn khác chỉ đề cập đến sự tiến bộ của họ trong khu vực. Tại Cherkasy Berenoe, quân đội Ukraine gần đây đã tiến vào làng này, nằm ở phía bắc sút ra Tại Guevo, bằng chứng địa lý bổ sung cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã hoạt động trong khu vực này. Các nhà phân tích cũng đề cập đến sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Koncharovka và Yoleshenka, cũng như hoạt động của các chiến binh Ukraine ở phía tây nam Gogolevka. Ngược lại, phía Nga báo cáo về thông tin chưa được xác nhận về hoạt động của Ukraine gần Boki và Spanoye. Tính đến ngày 11 tháng 8, tổng diện tích khu vực xảy ra giao tranh đã lên tới 720 km vuông, tăng 70 km vuông so với ngày hôm trước. Điểm xa nhất từ biên giới nơi xảy ra giao tranh là làng Ovchi thuộc quận Korenevsky, cách biên giới 28 km và cách đường Lugov Lusk 9 km. Đáng chú ý, các nhà điều tra của The Insider đã phát hiện ra rằng một số video do Bộ Quốc phòng Nga công bố được cho là ghi lại các cuộc tấn công thành công vào quân đội Ukraine ở khu vực Kursk, thực tế đã được quay từ lâu ở những nơi khác. Ví dụ, một video được công bố vào ngày 10 tháng 8, thực tế là cảnh quay các cuộc tấn công vào Crimea và Chasivya ở vùng Donetsk, không phải ở Kursk như tuyên bố. Tình hình ở vùng Belgorod cũng đáng lo ngại. Thống đốc Vyacheslav Gladkov đã tuyên bố bắt đầu di tản cư dân khỏi quận Krasnoyarovsky do hoạt động quân sự của Ukraine tại biên giới. Đồng thời, có báo cáo về một cuộc tấn công của Ukraine vào làng biên giới Kolotilovka. Tại quận Belovsky thuộc vùng Kursk, chính quyền địa phương đã mô tả tình hình rất căng thẳng và kêu gọi người dân di tản. Các nhà phân tích cho rằng chiến thuật này được gọi là phong cách của Sinsky có thể củng cố vị thế đàm phán của Ukraine trong tương lai. Thưa quý vị, lần đầu tiên chính phủ Ukraine đã chính thức xác nhận về cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine tại khu vực Kursk thuộc Liên bang Nga Thông tin này được công bố sau cuộc họp quan trọng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao vào ngày 12 tháng 8 năm 2024. Trong cuộc họp này, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tá Oleksandr Zizky đã báo cáo rằng khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Cuộc họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov. Theo lời Tổng thống Zelensky, nội dung chính của cuộc họp tập trung vào các hoạt động phòng thủ tại tiền tuyến và chiến dịch đang diễn ra ở tỉnh Kursk. Ông nhấn mạnh, chúng tôi biết ơn tất cả các binh sĩ và chỉ huy vì sự kiên cường và hành động quyết đoán của họ. Đồng thời, Tổng thống cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ, các quan chức chính phủ khác và cơ quan an ninh Ukraine chuẩn bị một kế hoạch nhân đạo cho khu vực hoạt động này. Các cuộc giao tranh tại vùng Kursk của Nga đã bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 và diễn ra với cường độ cao. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch chi tiết của chiến dịch, quy mô cũng như số lượng quân tham gia. Theo các nguồn tin, có khả năng quân đội Nga đã mất kiểm soát hàng chục khu định cư trong khu vực, bao gồm cả Suốt một trung tâm quận quan trọng, có trạm đo khí đốt lớn nhất phục vụ quá cảnh khí đốt đến châu Âu qua Ukraine. Các nhà phân tích từ Deep State ước tính rằng, đột phá ở khu vực Kursk có thể bao gồm 44 khu định cư cùng với 10 khu vực khác có tình trạng chưa xác định, Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng những con số này là cực kỳ thận trọng và tiến độ thực tế có thể còn lớn hơn. Deep State cũng lưu ý về sự khó khăn trong việc xác minh chính xác tình hình tại các làng và thị trấn, ngay cả khi có hình ảnh và video. Trước đó, vào đêm thứ Sáu ngày 9 tháng 8, một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy ở khu vực Kursk và thấy cường độ và quy mô của các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực. Những diễn biến này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột với lực lượng phòng vệ Ukraine đạt được những tiến bộ đáng kể trên lãnh thổ Nga, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về tình hình chiến sự và các diễn biến tiếp theo trong khu vực. Putin tức giận khi được thông báo Ukraine kiểm soát 28 khu định cư Kursk. Vào ngày thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo rằng Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu định cư ở khu vực Kursk, trong bối cảnh Nga mở rộng hoạt động di tản trước cuộc tấn công xuyên biên giới của Kyiv. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti, Putin đã tổ chức cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao. Trong cuộc họp này, quyền thống đốc Kursk báo cáo rằng tình hình trong khu vực đang khó khăn và xác nhận Ukraine đang kiểm soát 28 khu định cư. Đoạn video từ Ryan Novosti cho thấy Putin phản ứng giận dữ và ngắt lời quyền thống đốc. BBC News đưa tin rằng trong cuộc họp với các quan chức Nga khác, Putin đã nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng là để lùi, đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Theo The Associated Press AP, Putin cũng chỉ trích nỗ lực chiến tranh của Ukraine tại Kursk, cho rằng đây là chiến thuật của Kyiv nhằm ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Moscow tại khu vực Donbass. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 gây ra mối lo ngại sâu sắc trong giới chức Nga. Hơn 76.000 người đã được yêu cầu di tản khỏi khu vực. Đồng thời, thống đốc vùng Belgorod lân cận cũng đã thông báo di tản người dân khỏi một quận gần biên giới, mô tả tình hình vào sáng thứ hai là đáng báo động. Sự tiến quân này của Ukraine đã gây tổn hại đến nỗ lực của Putin trong việc chứng minh rằng Nga vẫn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra tuyên truyền của nhà nước Nga đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công, tập trung vào những nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ người dân trong khu vực, đồng thời chuyển hướng sự chú ý khỏi việc quân đội không được chuẩn bị đầy đủ và không thể nhanh chóng đẩy lùi cuộc tấn công. Đáng chú ý, tướng về hưu Andrei Gurulev, một thành viên của Hạ viện Quốc hội Nga, đã công khai chỉ trích quân đội Nga trên kênh truyền thông xã hội của mình. Ông nói, Thật đáng tiếc, nhóm lực lượng bảo vệ biên giới không có tài sản tình báo riêng. Không ai thích nhìn thấy sự thật trong các báo cáo, mọi người chỉ muốn nghe rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Tình hình này đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền Nga trong việc ứng phó với cuộc tấn công và bảo vệ lãnh thổ, đồng thời cũng làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược quân sự và khả năng phòng thủ của Nga tại khu vực biên giới. Theo báo cáo, quân đội Ukraine đang tiến hành đào chiến hào tại tỉnh Kursk của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều suy đoán về kế hoạch của Kyiv đối với khu vực mà quân đội Nga đã xâm nhập vào tuần trước, cũng như lo ngại từ các nguồn tin thân Moscow về phản ứng của Điện Kremlin. Trên mạng xã hội X, tài khoản Konstantin, được cho là cựu chiến binh Ukraine, đã đăng hình ảnh máy xúc ở cả hai bên chiến tuyến. Điều này cho thấy lực lượng Kyiv có thể đang chuẩn bị cho hoạt động dài hạn tại Kursk. Phóng viên quân sự Nga Alexander Kachenko trong một bài đăng trên kênh Telegram Svidartali by Rektara nhận định rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị ở lại khu vực này. Ông cho rằng kẻ thù đang bắt đầu giành được chỗ đứng trên lãnh thổ của tổ tiên chúng ta. Kachenko cảnh báo rằng một khi Ukraine bắt đầu đào hầm, việc chiếm các khu vực rừng sẽ trở nên khó khăn như ở gần Ajivka, một thị trấn ở vùng Donetsk của Ukraine. Ông nhắc lại rằng, Moscow đã mất nhiều tháng và phải chịu hàng ngàn thương vong để để lùi lực lượng Kiev ở đó, và chỉ thành công sau khi Ukraine hết đạn dược. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine có ý định ở lại Kursk hay không. Thiếu tướng người Úc đã nghỉ hương Mick Ryan đã viết trên Substract rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá các báo cáo về việc quân đội Ukraine đang đào hầm ở Kursk. Ông nhận định rằng, ở thời điểm này, điều này không cho thấy bất kỳ ý định chiếm đóng lâu dài nào. Tuy nhiên, có báo cáo cho thấy các đoàn xe quân sự của Nga tại Kursk vẫn tiếp tục phải đối mặt với các nhóm phá hoại và trinh sát, máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine. Các cuộc di tản đã diễn ra trong khu vực, chẳng hạn như ở thị trấn Suza cũng như ở vùng Belgorod của Nga, nơi cũng giáp với Ukraine. Vào thứ Bảy, một đoạn video được cho là cho thấy quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chiếm được làng Belgorod của Boros, cách Suza khoảng 97 km về phía nam. Emil Kastahelmi, một chuyên gia quân sự từ công ty phân tích Ocean Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan, nhận định rằng Ukraine có thể đang cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát. Phần lớn kết quả của chiến dịch phụ thuộc vào lực lượng tăng viện mà quân đội Ukraine đã triển khai. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa rõ kế hoạch hậu cần của Ukraine để tiếp tế và tăng viện cho quân đội của mình là gì. Thiếu tướng Mick Ryan đã phát thảo rằng lựa chọn rủi ro nhất của Ukraine đối với chiến dịch Kursk có thể là củng cố địa hình đã chiếm được và bảo vệ trước khi đàm phán, vì điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn về quân đội và thiết bị chất lượng cao. Ông cũng cho biết Ukraine có thể chọn rút quân hoàn toàn về biên giới, một động thái sẽ bảo toàn quân đội, làm nhục Vladimir Putin, nâng cao tinh thần của người dân Ukraine và gửi thông điệp tới người Nga rằng họ có thể tấn công đất nước của họ theo ý muốn. Elina Beketova một thành viên dân chủ tại trung tâm phân tích chính sách châu âu CEPA nhận xét vào thời điểm này chúng ta có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời vào thời điểm này vẫn chưa rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu tuy nhiên bà khẳng định rằng chiến dịch này chắc chắn có tác động về mặt tâm lý tạo ra sự bất ổn đối với giới lãnh đạo điện kremlin Beketova kết luận nó gửi đi tín hiệu rằng ukraine có thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến và giành chiến thắng trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thu giữ một chiếc xe tăng T-80BVM của Nga tại khu vực Krasner. Theo thông tin, quân đội Nga dự định sử dụng chiếc xe tăng này trong các chiến dịch tại khu vực Kharkiv. Nhà báo Ukraine Yuri Butusov đã công bố đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe tăng bị bắt giữ gần làng Holcharyvka. Sự kiện này diễn ra vào ngày 10 tháng 8 năm 2024 với sự phối hợp giữa các sĩ quan thuộc Cục Phản gián quân sự SSU và các trinh sát từ Lữ đoàn Không quân Tấn công số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine. Đáng chú ý, chiếc xe tăng T-80 BVM rơi vào tay quân đội Ukraine trong tình trạng hoàn chỉnh với bệnh nhiên liệu đầy và đạn dược đầy đủ. Trước cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga đã cố gắng phục kích bằng xe tăng, nhưng nỗ lực này đã bị lực lượng Ukraine phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chiếc xe tăng này mang số hiệu 133, ban đầu được quân đội Nga chuẩn bị cho các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kharkiv. Vào cuối tháng 5, nó được xác định là một phần của đoàn xe lửa mang ký hiệu chiến thuật của nhóm quân Nga phương Bắc đang di chuyển về khu vực Kharkiv. Chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và chỉ trong vài ngày, hàng trăm km vuông lãnh thổ của Nga đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, phải đến ngày 12 tháng 8, chính phủ Ukraine mới chính thức thừa nhận về cuộc tấn công này. Đáng chú ý, có khả năng Nga đã mất quyền kiểm soát xuất ra một trung tâm quận quan trọng, nơi có trạm đo khí đốt lớn nhất phục vụ việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine. Gần thị trấn này là ngôi làng Honcharivka, nơi chiếc xe tăng T-80BVM đã bị thu giữ. Những diễn biến này cho thấy tình hình chiến sự đang có những chuyển biến quan trọng với lực lượng phòng vệ Ukraine đạt được những tiến bộ đáng kể trên lãnh thổ Nga. Ở một mặt trận khác, lực lượng biên phòng Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công hiệu quả nhằm vào thiết bị quân sự và nhân sự của quân đội Nga trong khu vực Bắc Mút. Kết quả của các hoạt động này đã được công bố trực tuyến. Theo thông tin từ RBC Ukraine, dẫn nguồn từ dịch vụ báo chí của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine trên nền tảng Telegram, một đoạn video đã được công bố ghi lại hoạt động của đơn vị biên phòng mang tên Revenge, Đoạn phim cho thấy, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công thành công vào pháo MT-12 Rapier của đối phương và một trung tâm điều khiển máy bay không người lái UAV của quân đội Nga trong khu vực Bakhmut. Cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cũng báo cáo, ngoài ra các chiến binh của chúng tôi đã phá hủy một xe tải quân sự, tiêu diệt hai binh sĩ địch và làm bị thương một người khác. Đoạn video chi tiết cho thấy, lực lượng biên phòng đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào vị trí và thiết bị của quân xâm lược một số mục tiêu được xác định trong khu vực rừng rậm trong khi những mục tiêu khác ẩn náu trong các công trình bị đổ nát đáng chú ý trước đó một ngày đã có thông tin về việc lực lượng biên phòng ukraine bắn hạ một máy bay không người lái của nga từ trên không trong khu vực bắc mút bài báo cũng nhắc lại rằng lực lượng lục quân ukraine gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công nhằm vào thiết bị và nhân sự của đối phương ở mặt trận phía đông những hoạt động quân sự này là một phần trong nỗ lực liên tục của ukraine nhằm bảo vệ lãnh thổ và đẩy lùi cuộc xâm lược của nga các cuộc tấn công chính xác và hiệu quả như vậy không chỉ gây tổn thất về người và thiết bị cho đối phương mà còn góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong một diễn biến khác, đơn vị Ukraine điều khiển hệ thống phòng không Stumar HVM do Anh sản xuất đã đạt được thành tích đáng kể trong việc bắn hạ các mục tiêu trên không. Theo thông tin từ các quân nhân thuộc trung đoàn hỏa tiễn phòng không 1129, họ đã tiêu diệt được 70 mục tiêu trong suốt 2 năm kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu một điều khiển viên Stormer HVM chia sẻ, Tôi đã phục vụ từ năm 2022 và kể từ đó, đơn vị chúng tôi đã phá hủy 70 máy bay không người lái, bao gồm các loại Zala, Supercam, Orkland 10, Orkland 30 và Merlin VR. Thành tích này không chỉ nhờ vào khả năng điêu luyện của các điều khiển viên, mà còn nhờ vào công nghệ tiên tiến của hệ thống vũ khí. Hệ thống phòng không Stormer sử dụng hỏa tiễn phòng không dẫn đường bằng laser, khác biệt so với các loại hỏa tiễn có đầu dò hồng ngoại thông thường. Điều này cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả mà không cần phải khóa mục tiêu bằng tín hiệu nhiệt. Stormer có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và được trang bị hỏa tiễn Star Street. Đặc điểm nổi bật của hỏa tiễn Star Street là khả năng tách thành 3 mũi tên trên không trung, giúp tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng các mảnh vỡ. Stormer có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 18 km và tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 7 km. Mỗi bệ phóng của hệ thống có thể chứa 8 hỏa tiễn Starstreak với tổng cộng 12 hỏa tiễn sẵn sàng phóng. Một quân nhân Ukraine nhấn mạnh hiệu quả của hệ thống này. Hỏa tiễn này rất hiệu quả trong việc chống lại máy bay, không có gì có thể cản trở nó, ngay cả khi một máy bay trực tăng sử dụng pháo sáng, hỏa tiễn vẫn được dẫn đường chính xác đến mục tiêu nhờ tia laser. Ngoài hỏa tiễn Starstreak, hệ thống còn có khả năng sử dụng hỏa tiễn Mortarlet với tầm bắn lên tới 9 km, mở rộng thêm khả năng tác chiến của hệ thống. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, thời gian đào tạo để làm chủ hệ thống này trung bình kéo dài khoảng một tháng. Chính phủ Anh đã công bố việc chuyển giao các hệ thống starmer SVM cho Ukraine vào tháng 4 năm 2022, kèm theo hàng trăm hỏa tiễn Starstreak. Sự hỗ trợ này đã đóng góp đáng kể vào khả năng phòng không của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Thưa quý vị, đến đây bản tin cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Molifan rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.